Thưa quý vị, đưa các sản phẩm, các ý tưởng khởi nghiệp đến với người tiêu dùng, đến với các cái nhà đầu tư cũng như là các cái đối tác kinh doanh, đó là cái yếu tố sống còn đối với các cái chủ ý tưởng, các doanh nghiệp khởi nghiệp, và nằm trong khuôn khổ cuộc thi khởi nghiệp đổi mới sáng tạo năm 2019 khu vực Đông Nam Bộ, thì ban tổ chức đã triển khai ấy khu trưng bày các cái sản phẩm khởi nghiệp dành cho các cái tác giả dự thi cũng như là các cái chủ ý tưởng, các doanh nghiệp khởi nghiệp của tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu cũng như là các cái tỉnh trong khu vực Đông Nam Bộ và thành phố Hồ Chí Minh. Đây là cơ hội tốt để cho các cái doanh nghiệp khởi nghiệp, các ý tưởng khởi nghiệp được tiếp cận với thị trường. Nằm trong khuôn khổ chương trình Ngày hội, Ngày khởi nghiệp đổi mới sáng tạo vùng Đông Nam Bộ 2019, khu vực trưng bày giới thiệu sản phẩm khởi nghiệp lúc nào cũng tấp nập người ra vào. Với các đại biểu, đây là dịp để họ tìm hiểu, tiếp cận các sản phẩm khởi nghiệp mới, sử dụng và trải nghiệm những sản phẩm còn chưa phổ biến trên thị trường, thậm chí là những sản phẩm mới chỉ vừa được hình thành sau ý tưởng. Còn với chủ các ý tưởng khởi nghiệp đổi mới sáng tạo, tham gia hội chợ triển lãm lần này có ý nghĩa vô cùng quan trọng. Bởi ở đây, họ có thể trực tiếp trao đổi với các chuyên gia đầu ngành trong lĩnh vực mà mình muốn chinh phục, tiếp cận với các nhà đầu tư đang tìm kiếm những sản phẩm mới để đầu tư kinh doanh sản xuất. Sáng nay vừa trưng bày ra có rất nhiều người tới, có người tới hỏi để thiết bị để mua. Thì đó là rất là vui đó, mong kinh doanh ai cũng mong muốn điều đó. Và thứ hai có các có một các, gọi là nhiều chuyên gia tới góp ý về các vấn đề, khi hỏi sâu vào góp ý thì điều đó là rất là quý. Thì qua cái triển lãm này thì mình thấy nhận được là thứ nhất là chúng ta mở được thị trường, thứ hai là chúng ta làm cơ hội để chúng ta cũng lắng nghe những người trong ngành, những người có thêm những ý kiến để hoàn thiện sản phẩm hơn. Đó là cái giá trị lớn nhất mà những cái triển lãm như thế mang lại. Trong khu trưng bày triển lãm, khách tham quan được trải nghiệm nhiều không gian với các sản phẩm trong nhiều lĩnh vực khác nhau, như các sản phẩm trong lĩnh vực nông nghiệp, tiểu thủ công nghiệp, các sản phẩm phục vụ đời sống, chế biến thực phẩm. Đặc biệt, khách tham quan còn được chứng kiến sức lan tỏa của phong trào khởi nghiệp bởi sự xuất hiện của các chủ ý tưởng khởi nghiệp với nhiều độ tuổi khác nhau, nhiều công việc khác nhau. Nhưng họ có điểm chung, đó là khát vọng muốn tạo ra những sản phẩm mới, làm thay đổi cuộc sống, cũng như khẳng định khởi nghiệp đổi mới sáng tạo là lĩnh vực không dành riêng cho ai, bao nhiêu tuổi, học vấn. Đây là mô hình trưng bày ý tưởng hố ga thoát nước thải ngăn mùi, chống mũi của tác giả Hồ Viết Vẽ, một trong những chủ ý tưởng bắt đầu khởi nghiệp khá trễ, gần 60 tuổi. Cái dự án sau khi được lắp đặt thử nghiệm thì đã được các chuyên gia đánh giá rất là tốt. Cái triển lãm để mang lại cái hiệu quả rất lớn cho các doanh nghiệp. Đấy là nơi quảng bá hình ảnh là rất là tốt. Thì cũng qua đây đấy, thì mình cũng sẽ gửi đến các thông điệp đến tất cả mọi người và những đơn vị tham quan, và cũng giúp cho những các em học sinh có thêm cái động lực để nghiên cứu, phát triển. Còn đây là khu trưng bày của nhóm khởi nghiệp Rơm Hí Hoáy với sản phẩm là các trải nghiệm thực tế cho trẻ em và giáo viên của các trường học. Tại khu trưng bày mô hình này, khách tham quan được tự trải nghiệm nhiều hoạt động mà dự án triển khai trong thực tế, như thử sức làm họa sĩ, tự làm và trang trí thiệp, làm hoa giấy, nhuộm màu thực phẩm cho rau củ. Được tham gia những cái chương trình như thế này thì là sẽ được thứ nhất là có cơ hội để truyền thông đến quan khách những cái dự án của mình, những cái ý tưởng của mình, và đặc biệt là đối với Rơm Hí Hoáy, chúng tôi muốn gửi gắm cái mơ ước của chúng tôi cho đến tất cả các bậc phụ huynh, là hãy để cho con mình được là chính mình, hãy để cho con mình được trải nghiệm và tự giúp để tự các con rút ra những cái bài học cho bản thân. Bên cạnh việc được giới thiệu sản phẩm, được gặp gỡ với các chuyên gia đầu ngành trong lĩnh vực mình đang khởi nghiệp, tham gia các triển lãm còn là cơ hội để các chủ ý tưởng giới thiệu sản phẩm của mình đến các nhà đầu tư tiềm năng, kêu gọi vốn để phát triển ý tưởng thành sản phẩm thực tế. Thậm chí với nhiều chủ ý tưởng, tham gia triển lãm chính là sân chơi để họ học tập, giao lưu, qua đó góp phần tạo cho họ tâm lý tự tin để đưa sản phẩm của mình giới thiệu đến mọi người, dù sản phẩm ấy chưa thật sự hoàn chỉnh. Mặt khác, tham gia triển lãm còn là dịp để các doanh nghiệp khởi nghiệp giới thiệu trực quan hình ảnh thương hiệu của mình đến khách hàng là những người dùng thực tế, nhất là với các sản phẩm phục vụ sinh hoạt hàng ngày. Bởi thông thường, khách hàng thường không muốn đi quá xa để trực tiếp mua một món đồ.
Vì vậy, họ lựa chọn những cửa hàng thương hiệu gần nhà, tiện đường hoặc đã mua quen. Với những khách hàng ở xa, thường mua online thì lại hay e ngại thương hiệu mới vì không biết sản phẩm thực tế bên ngoài có khác gì với hình ảnh quảng cáo. Vì thế, giới thiệu và thậm chí bán hàng ngay tại triển lãm, cơ hội để tiếp cận giao lưu với các khách hàng ở khu vực khác. Để một startup thành công thì cái đầu tiên đó là phải sự chủ động của cái chính startup đó. Như tụi em đây, ngoài cái việc mà trong chờ cũng như là có những thông tin từ bên tỉnh, tụi em cũng chủ động tìm những cái hội thảo rồi những chương trình hội chợ quốc tế và trong nước cũng có để tham gia, đặc biệt là cái network mà tụi em xây dựng. Tại vì đó là những tài sản mà tụi em nghĩ là nó sẽ giúp cho cái startup của mình đi nhanh hơn và đi xa hơn. Bản thân các startup, các doanh nghiệp khởi nghiệp sáng tạo cũng cần tăng cường cái tính chủ động, vì khởi nghiệp là thể hiện một tinh thần tìm kiếm, chinh phục, thuyết phục khách hàng và thị trường. Việc hỗ trợ cũng cần có một cái sự kết nối tốt hơn với một cái chất lượng dịch vụ tốt hơn. Chúng tôi cũng đang khuyến khích các địa phương hình thành các khu dịch vụ tập trung hỗ trợ khởi nghiệp với chất lượng cao hơn. Mỗi một địa phương nên tập trung vào một cái đầu mối để khi các bạn startup mà có nhu cầu được hỗ trợ đến một điểm thì đều có thể gặp được cái chuyên gia tư vấn hỗ trợ và kết nối. Thì cái mô hình này hiện nay thành phố Hồ Chí Minh cũng đang phát triển, và chúng tôi trong cái chương trình 844 thì cũng đang muốn hình thành lên một cái startup hub đầu tiên mang tính thí điểm, và sau đó thì sẽ nhân rộng triển khai ra các tỉnh thành phố và trở thành một mạng lưới quốc gia về các tổ chức hỗ trợ khởi nghiệp tập trung. Trong điều kiện hoạt động khởi nghiệp đổi mới sáng tạo còn nhiều khó khăn, việc tạo ra một kênh để các chủ ý tưởng khởi nghiệp đưa ý tưởng sản phẩm của mình bước ra tiếp cận với công chúng, đó là việc làm vô cùng cần thiết. Và những kỳ triển lãm sản phẩm khởi nghiệp như vừa nói trên chính là cơ hội vô cùng tốt. Tuy nhiên, để các kỳ triển lãm giới thiệu sản phẩm khởi nghiệp thực sự đem lại hiệu quả, đòi hỏi ngoài sự hỗ trợ của các cơ quan chức năng thì còn cần sự chủ động của các doanh nghiệp, các chủ ý tưởng khởi nghiệp đổi mới sáng tạo trong việc tìm kiếm và tự tạo cơ hội cho sản phẩm của mình. Bởi không gì có thể thuyết phục được các nhà đầu tư, các khách hàng tiềm năng tìm đến thị trường khởi nghiệp, tiêu dùng sản phẩm bằng chính việc để họ trải nghiệm trên sản phẩm một cách trực quan nhất. Thưa quý vị, qua phóng sự vừa rồi thì chắc hẳn quý vị cũng đã phần nào nhận thấy tầm quan trọng của việc tổ chức các cái hoạt động triển lãm, giới thiệu sản phẩm đối với các cái doanh nghiệp, các chủ ý tưởng khởi nghiệp. Hiểu rõ điều này thì thời gian qua các cá nhân đơn vị khởi nghiệp cũng đã tự tổ chức nhiều các cái chương trình, các cái gian hàng giới thiệu sản phẩm của đơn vị mình đến với khách hàng. Chương trình phiên chợ xanh khởi nghiệp do Hợp tác xã Nông nghiệp, Thương mại Du lịch Khởi nghiệp Xanh tổ chức tại đường sách thành phố Vũng Tàu là một trong những nỗ lực nhằm đưa các sản phẩm khởi nghiệp tiếp cận với thị trường. Vậy phiên chợ này hoạt động như thế nào? Cũng như để tham gia phiên chợ thì các tổ chức cá nhân khởi nghiệp cần có những yêu cầu gì? Chị Hoàng Thị Mộng Thu, Giám đốc Hợp tác xã Khởi nghiệp Nông nghiệp Thương mại Du lịch Khởi nghiệp Xanh sẽ thông tin rõ hơn về vấn đề này. Mời quý vị cùng theo dõi trong phần tiểu mục Thông tin hữu ích ngay sau đây. Phiên chợ xanh khởi nghiệp là một hoạt động của Hợp tác xã Khởi nghiệp Nông nghiệp Thương mại Du lịch Hoàng Anh Khởi nghiệp Xanh. Phiên chợ được hoạt động định kỳ kết hợp với Ban Quản lý Đường sách, hoạt động định kỳ 1 tháng 1 lần vào 3 ngày cuối tuần, 6, thứ Bảy và Chủ nhật. Đây là một hoạt động để các doanh nghiệp khởi nghiệp giới thiệu các sản phẩm của mình về lĩnh vực nông nghiệp, thực phẩm và thủ hàng thủ công mỹ nghệ liên quan đến môi trường, bảo vệ môi trường đến với người tiêu dùng của thành phố Vũng Tàu và khách du lịch khi đến với tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu. Để tham gia vào phiên chợ thì các doanh nghiệp cần có những cái chứng nhận như vệ sinh an toàn thực phẩm, Việt Grab và bao bì phải chỉnh chu, chất lượng sản phẩm phải được ưu tiên hàng đầu để đảm bảo sức khỏe của người tiêu dùng. Mặt khác nữa là các doanh nghiệp khởi nghiệp khi tham gia vào thì điều kiện trước tiên là phải dưới 5 năm, thời gian hoạt động dưới 5 năm. Khi đến với phiên chợ thì ngoài cái chất lượng của sản phẩm, yêu cầu cả cái về mặt hình thức của các doanh nghiệp khi tham gia vào như tác phong bán hàng, phong cách phục vụ. Và chúng tôi rất là muốn được đồng hành, được sự ủng hộ của quý ban lãnh đạo cũng như là khách hàng tiêu dùng khi đến với phiên chợ, góp ý ủng hộ để phiên chợ chúng tôi hoạt động ngày càng hoàn thiện hơn.